Máy đâu rồi? Máy bạn không ạ? iPhone 7 bạn nào có điện thoại cho mượn? Hôm qua bà bị mất tiền rồi mày biết chưa? Cháu làm sao mà biết được ạ? Duy đâu mà mặc cửa sáng ra. Em gương chưa? Gương chưa là làm đấy? Cháu rồi. Mấy giờ rồi? Cũng 10 giờ rồi. Sáng nay chủ bữa cơm nhà cửa quét chưa? Qua mẹ mày bảo như nào nhà cửa quét chưa? Bẩn gì với ai? Cái gì đây? Gì đây này? Xuân Đông à? Mua bán sửa chữa ép kính thôi. Đấy điện thoại à? Mua điện thoại à? Không, con bạn nữa. Sạc à? Sạc. Mày mua thoại à? Đâu? Cái túi gì đấy? Túi nó bảo bạn đã cho. Bạn đã cho tao với nên tao thấy mày cầm điện thoại nhá, đưa xem nào. Làm gì có? Đây đây, đưa điện thoại đây. Đây điện thoại đây đi. Điện thoại này bạn đã cho mượn. Tại đâu đây? Bạn đã cho mượn. Bạn nào có điện thoại xịn này, iPhone hay máy gì đấy? iPhone 7 đấy. iPhone 7 Plus đây. iPhone 7 bạn nào có điện thoại cho mượn? Chứ bảo với bạn nó cho mượn hay nhỉ? Bạn nào? Mày lấy tiền mày mua thôi. Thôi hôm qua bà bị mất tiền rồi mày biết chưa? Cháu làm sao mà biết được ạ? Qua bà bị mất tiền là bà đang nghi là mày lấy đấy nhá. Có phải mày lấy không? Cháu lấy lại cái gì? Có phải mày lấy tiền không? Không, tao không phải mày. Điện thoại ở đâu? Nó khai thật nhanh đi. Mày nói đi. Mày khai thật đi. Thì tao không mấy cái bà nào. Điện thoại ở đâu? Điện thoại này là bạn có đồng mượn. Bạn nào đứa nào? Nói đây để tao tí tao đến nhà đó. Đứa nào? Mày thì của tao không biết đâu. Mày nói nhà tao biết, ngồi lên nói chuyện nhanh. Không làm đâu. Bạn nào? Nói vào đâu không biết bạn đâu. Bạn nào mới điện thoại? Nó ở xa. Xa là đứa nào mày chơi mày, nhưng bạn đó mày có biết thường có làm gì có đứa nào xa, toàn là quanh làng ấy chứ làm gì có đứa nào xa. Đứa nào? Bạn nào có điện thoại cho mượn? Mà mượn điện thoại về làm gì? Nếu mà bạn cho mượn thì mày mượn điện thoại về làm gì? Giáo mượn về làm xem tin tức. Xem tin tức gì? Học thì không học. Học thì cô giáo bảo toàn vẫn mặt không có ai trên lớp học con thôi. Mượn điện thoại về làm gì? Bạn nào vớ vẩn? Đưa thoại đây xem. Của bạn chưa đưa ra xem nào, có phải của bạn không? Hay là mày nói đi đâu mày mua? Bạn nào cho mượn mà lại cho mượn cả cái túi này. Túi này tôi đi mua điện thoại người ta mới cho anh, người ta mới đưa túi này như thế này. Cục sạc như này. Cục sạc vừa bóc ra, vừa toanh như này, bạn nào cho mượn? Bạn nào cho mượn cả cục sạc, các bạn đã cho mượn nó không cho cục sạc. Vượt, các bạn nào cho mượn cái túi này. Mày cứ nói xem đứa nào cho mượn tí tao với mày đến tận nhà xem ba mặt một lời xem có đúng mà cho mượn không. Nếu mà không cho mượn thì ta sẽ phải điều tra ra tiền đâu mà mua điện thoại. Điện thoại này là điện thoại iPhone 7 Plus. Gần chục triệu cái điện thoại đấy, bạn nào cho mượn, bạn nào mà gửi mày mà có tiền mà mua lại đắt tiền này mà cho mượn. Bố mẹ nó mua cho nó. Bố mẹ nó cho mượn, nó không bao giờ cho mày mượn. Mày đừng có nói lý do ạ. Mà bà mất tiền là ta chưa xem camera đâu nhá. Tao xem camera, thế mà là mày thì như thế nào? Nếu mà lưu đúng mày lấy tiền của bà thì như thế nào? Thôi con đang đi về. Về cái gì? Quét nhà. Thủ cơm. Xong chưa? Đun nước cho gà đi ăn chưa? Suốt ngày quanh chân. Suốt ngày ngủ đây này. Suốt ngày làm thôi. Không làm hết tiền với cướp ăn à? Đứng lên đi làm đi. Không. Đưa nhanh lại đây. Đưa nhanh lại đây xem là quả rồi. Không có tỉnh táo đâu. Đây này, iPhone 7 Plus đây này. iPhone 7 Plus đây chứ không phải là máy ấy đâu. Máy còn mới toanh đây. Có đồng thanh chả đâu. Đưa đây. Không. Của bạn cho mượn thì đưa xem nào. Nếu là của bạn cho mượn thì có sợ. Đưa đây. Không. Mày á, tao nghi mày lấy trộm tiền của bà mua điện thoại nhá. Tao lấy em đi, có đồng hoa anh nhỉ? Thế thì ở đâu? Thì tao bảo với bạn này, bạn thì cháu mượn. Đứa nào bạn thì đúng rồi, tao tin là bạn cho mượn nhưng mà phải xác minh cho đứa nào cho mượn. Đứa nào cho em thì có đâu biết. Mày thích nói là gì không? Ý tao là mày nay nó đến nhà có bạn cho mượn điện thoại ngoài nhá. Được không? Được. Đâu mà nắm ấy. Nói nắm cái gì? Mày tao mày đua đòi lấy tiền của bà mua điện thoại con này không cãi đâu nhá. Ý tao sẽ bảo với bà về cái chuyện điện thoại mới này, tao bảo với mẹ mày tối nay. Không có đâu lắm mồm ấy, con đang đi về đi. Về đấy thì thích về không? Thích về không? Thích về bất dậy không? Biết cái gì? Biết cái gì? Đưa đi mày đây. Không. Nhanh lên. Người cháu hả? Cháu phải đưa đây, kiểm tra. Không.
không ngư nó lên lại đây nhanh lên. Ngư lại đây. Đuôi đây, nhanh lên. Đuôi lại đây. Đuôi nhanh lên. Con này. Rồi mày cứ chạy đi. Tao xem mày chạy đến bao giờ nhá. Mày cứ chạy đi, tí tao thì tao bảo bố mày. Bố mày chưa bố mày làm thì tao bảo bố mày xem là bố mày sử dụng mày như nào. Cứ giỏi cứ chạy đi. Chạy đi. Bóng lên không mua, không mua thằng con bóng nào. Đấy đấy. 500 này lấy trộm tiền mua điện thoại rồi.